Mọi người ơi, thật ra là thì có một cái điều bí mật mà Kỳ chưa có tiết lộ ra, là thật ra là mới gần đây thôi, ba mẹ Kỳ đã tìm ra được một người chị song sinh của Kỳ. What? Thật ra bất ngờ lắm. Kỳ! Ôi my god, đây. Trời đất ơi, là trời, chị không thể tưởng tượng được em làm có xinh xấu như vậy đó Kỳ. Trời ơi, chị ơi, chị em mình mới gặp lại nhau, mình mới nhận nhau song sinh đó chị. Nhưng mà chị không bao giờ nghĩ em là một cái đứa con gái đẹp người mà nết không đẹp. Tại sao anh cắp đồ của chị mặc? Thôi chị ơi, đi vô thay đồ ra trả cho tôi liền. Trời chị ơi, mẹ may hai bộ giống nhau mà. Trời ơi, đồ của cô là nó có viền màu đen. Vì tâm hồn của cô nó không trong sáng như của tôi. Thì là viền đen. Em ngộ nhận hả chị? Còn em á, là một đứa là không có tâm hồn, nó không có đẹp. Bởi vì màu đen, còn chị là một cái người trong sáng. Nhìn hai cái mặt đi. Đứa nào sáng hơn, trở ra chị đôi đó. Chị sáng hơn. Dạ, em cởi. Một lát thay đồ ra liền. Dạ. Mấy em trợ lý lấy đồ cho chị Kỳ này lên. Dạ. Mẹ ơi. Trời ơi là trời em. Trời ơi, may là mới gặp nhau á chị em. Vậy mai mốt chị về chị có dành chồng em không? Trời ơi, em sao thì em đi đặt sợ lắm đó. Đúng không? Dạ, trời sợ. Ơi, không còn thằng nào mà chị không chưa qua tay chị. Dữ vậy hả chị? Trời ơi. Ủa vậy sao hồi xưa ba mẹ chúng mình có thể khác nhau về tính cách vậy nhỉ? Trời ơi mẹ. Sinh đôi mà kỳ vậy, chị lạc ở đâu đây vậy? Đâu có, chị giống mẹ. Tỉa cây mẹ, tao tỉa hết mẹ đấy. À, nhìn mặt quen lắm. Quen không? Quen sao không quen? Nhìn cái mặt này, ôi dồi ôi, nhớ là cặp mắt lé kín. Ôi dồi ôi. Đọc xong trang sách cuối, hôn rưng rưng nước mắt, khóc loại hoa tím thương đau. Một loài hoa dở dang, một tình yêu tan vỡ, cánh chia chỉ đôi đường. Còn gì đâu, gió rung cây lá sâu, réo gọi tên ý chúng nhân. Có ai hay chuyện cũ, chuyện màu băng xe tím, hoa nhung nhớ vào tim. Người con trai trong xanh, chiều kia bên suối vắng, sánh cùng vài bóng dáng nhân. Chuyện trò trong tình yêu, nàng với tay muốn hái cánh hoa nơi lưng chừng bờ. Giấy nợ. Tụi bay đi về, nói với thằng bảy thẻo, trong 24 tiếng phải qua gia đình tao, xin lỗi gia đình tao, không thì đi mua hộp cái chưa. Dạ, cho em hỏi chị cái gì? Kỳ sống củi. Đi. Ba mẹ có sao không? Trời ơi, con kêu giang hồ hồi nào vậy con? Trời ơi mẹ ơi, con giang hồ chùm luôn, mẹ không biết gì luôn hả? Trời ơi, ngưỡng mộ quá, cho mẹ đi theo với. Trời ơi, không có được đâu mẹ ơi. Phải có nghề, phải có nghiệp mới làm được mẹ ơi. Ủa thôi nha. Mẹ ở nhà làm vợ của ba là được rồi. À trời. Đừng treo giang hồ mà. Có con là an tâm đâu. Con mình làm được rồi. Kỳ sông cuối. Ôi trong cánh hoa kia, tim heo hôn thêm ấn tình chàng con vẹn. Anh đã xa đi như khói mây tan, biết bao giờ còn về.
hồn chưa tắt nắng, nàng hãy ra suối vàng đứng nhìn dòng nước trôi xa, tưởng niệm cho tình xưa và màu hoa tiên hoa. Trời ơi, từng chiều qua chiều qua xa tôi và xưa vẫn đây là bức tranh rồi. Đất ơi đất ta, rất là đúng kỳ, chưa bao giờ mà Kỳ có thể cảm thấy một bức tranh nào đẹp như thế này rồi. Nhìn màu băng xe tím khẽ gọi hoa nhớ nhu. À mẹ, trời ơi, buông ra. Gì vậy mẹ? Tha cho con trai của người ta đi, người ta còn con trai tơ đó. Trời ơi mẹ ơi, chỗ ảnh đẹp trai lắm á mẹ. Trời ơi mẹ ơi, nói nghe nè, trời ơi ảnh hả làm người họa sĩ rất là có tài. Ảnh giống như Picasso á, cái ảnh hệt vẽ bức tranh này nè, mai mốt á hả, mấy chục năm sau bán mấy triệu đô đó mẹ. Biết rồi, mẹ biết cái tài năng của nó rồi, nhưng mà con người ta còn con trai, mẹ làm ơn mẹ tha thứ cho con người ta đi. Trời ơi mẹ ơi, nè nhìn bức tranh là mẹ thích liền nè. À, trời ơi. Gì vậy mẹ? Trời ơi, giống vậy sợ. Trời ơi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ trời ơi, mẹ tầm thường luôn rồi mẹ ơi. Ngày ta cái này mẹ bức chiều tượng nó vậy đó. Nè. Nè, nguyên cái Đà Lạt này nè, con trai hết ở Đà Lạt này nè, bị gom hết trơn rồi, bị mất hết rồi đó. Trời ơi, mẹ, mẹ tha cho con ta đi. Mẹ ơi, mẹ nói như vậy con mắc cỡ quá mẹ ơi. Trời ơi, mẹ trai. Mẹ, con giống mẹ mà. Nhìn cho con, mau lên, để ăn thịt con bây giờ. Mẹ, anh rồi mẹ ơi, mất rồi, trời ơi, một miếng mồi của con. Trời ơi, mẹ giết con đi, mẹ giết con đi. Tôi đã đợi, nhưng em không đến. Mày không, anh trời ơi anh vẽ tranh em 3 ngày 3 đêm mà rõ ràng là em thấy xác anh trôi lều bều trên sông y như em đi đầm sen chơi dòng sông lười ấy, nói thật. Ôi trời ơi chết rồi. Có thấy nó bị vậy mà con không cứu sao? Chết rồi cứu làm sao được, nhưng mà tại sao, mà tại sao tự nhiên mình lại chết như thế? Tại sao à? Cô hỏi ba mẹ cô á. Dạ ơi, cô ước gì nữa hết á, tôi không có thời gian. Nghĩ sao vậy, tôi đợi chú ăn cơm, xong đợi bà tiếp này tắm, đợi hai người ngủ 3 tiếng đồng hồ, nãy giờ ngồi đây 8 tiếng đồng hồ rồi, chừng nào trả nợ cho tôi. Dạ anh thông cảm, đợi anh đợi nãy giờ, đợi luôn tôi lên cô. Trời ơi, cô nhận mặt cái chú hả, tiền của con phải là tiền chùa, nha, đồ không phải là đồ chùa, làm ơn trả cho tôi, nha. Ăn cơm, mấy người ăn cơm, tôi không biết đói bụng hả, tôi không phải về ăn cơm rồi chứ, bây giờ ngày hôm nay không trả cho tôi, là có chuyện đó nha. Ba, mẹ, chuyện gì ồn vậy? Còn mày, ở đâu tới mà ồn vậy hả? Đòi nợ chị. Thiếu nợ cái gì? Con nói với ba mẹ rồi, muốn có cái gì phải trả cho người ta. Nợ có 10 thùng mì à? Phải, kiếm nợ 10 thùng cá vô biển. Trời ơi bà ơi bà, còn ông nữa, ông ăn hoài hà. Con gái của chú hả? Đẹp phải không? Ôi trời ơi, đâu em dám nói xấu gì đâu. Mẹ mua nguyên một xe cá cho con đi mẹ. Được hả? Rồi con cấn nợ cho. Còn anh, tiền nè, nợ nè, cục nợ của anh nè, anh lấy em đi. Trời ơi, em dễ thương quá à. Trời ơi, cái râu này trời dễ thương nè. Trời ơi, nửa mặt nửa ngợm, 9 phần người 1 phần thú, thích nè. Dan 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 d
con mẹ. Mẹ nghe. Đi đi con. Đi. Đi nào. Ôi trời. Ôi trời trời. Ba mẹ tôi mắc mớ gì? Hỏi ba mẹ cô, hỏi cả thằng chồng cô nữa. Mấy người đấy đâu có liên quan. Sao không? Chính họ là người ra tay. Không, chuyện này là tôi làm mà. Ôi trời đất ơi. Chuyện là như thế này. Hồi đấy anh vẽ thôi bức tranh. Ôi rồi ôi, một cái tranh đẹp thật tuyệt vời, cứ như là Picasso. Tôi thấy đẹp quá, kẹt tiền, đem đi bán. Mẹ đem đến cái chỗ bán, chúng nó đánh tôi một trận, nó không mua. Tôi bực, tôi mới thuê người đánh anh thôi. Ai ngờ đâu, nó đánh rỡ tay làm sao nó giết anh luôn. Sao cô nhận tâm với tôi như vậy? Nhưng có sao đâu, bây giờ anh đã sống rồi này, có sao đâu. Mà này, nhắc đến cái khúc mà chết ấy, anh linh lắm. Hưng, Hưng, Hưng ơi, Hưng ơi, 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 Hưng ơi, Hưng ơi, trời ơi, ôi, ôi. Nón mày ở đây, xác mày đâu Hưng ơi? Quân khốn nạn nào đã giết chết Hưng của tao? Mà trời ơi, xác nó quăng xuống hồ. Trời ơi, còn gì cái hồ người ta nữa. Ôi nước, nước lạnh quá. Ôi nước nó lạnh lắm trời ơi. Hưng ơi là Hưng ơi là Hưng ơi. Nếu mày có sống hồn thác thiên thì mày phù hộ cho tao. Đầu đuôi ngày mai số bao nhiêu Hưng ơi. Ơi 19 hả? Trời ơi, tao không thích con bướm. Trời ơi, con khác đi Hưng ơi. Đầu đuôi mai 19 Hưng. Ok, tao sẽ đi bán cái nón này, kiếm vài chục, quánh đầu đuôi, đỡ buồn. Thế là từ đây cuộc đời của ta không còn Hưng nữa. Ôi không còn Hưng nữa thì chỉ còn Kỳ. Kỳ Kỳ. Ơi, cô còn kể một cách mạnh dạn vậy với tôi à? Bây giờ cô đi ra khỏi nhà này ngay lập tức. Tất cả tài sản này là của tôi. Mà đi ra khỏi đây giùm tôi. Chỗ tôi ở với. Nhìn người bà kìa. Người không ra người, ma không ra ma. Ừ, dạo này đẹp đấy. Tóc đẹp không? Một lần nữa nha. Tóc đẹp không? Đẹp. Giữ nha. Ừ. Giữ tóc này nha. Không đổi nha. Ừ. Thế thì cho ở với nha. Chắc không sao đâu nhỉ. Ở chung với ông chắc không sao đâu nhỉ. Ở này, ở đây trong cái nhà nha. Ừ, nhà để tôi mà. Thì tôi đi ra đây một chút xíu, tôi quay về liền. Tôi đi gội đầu nha. À mẹ này. Cho tiền gội đầu. Chả có đồng nào cả. Cho xin ít tiền. Đi ra khỏi nhà này ngay. Ngay ngay ngay. What?